Lời Chúa theo Thánh Marco chương 8 câu 34 đến chương 9 câu 1. Rồi Chúa Giêsu gọi đám đông cùng các môn đệ lại, người nói với họ rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này? Ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy. Khi người ngự đến cùng các thánh thiên thần trong vinh quang của cha người, Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật cho các người, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực. Quý vị và các bạn thân mến, lẽ thường để thu hút người khác đến với mình hay tham gia vào tổ chức của mình, người ta đưa những lời chào mời hết sức hấp dẫn và lôi cuốn. Thế nhưng cách mà Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hoàn toàn trái hẳn với thế gian. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Rõ ràng, người đã không mê hoặc chúng ta bằng những lợi lộc hay giá trị tạm bợ chóng qua. Điều mà chúng ta cần minh định là Thiên Chúa không vui thích với những đau khổ khốn khó của con người. Nhưng Chúa Giêsu đã dùng chính con đường đau khổ, con đường thập giá để tiêu diệt mọi đau khổ và nhất là sự chết, nhằm đưa con người tiến tới sự sống vĩnh cửu trong bình an, hạnh phúc. Đó chính là niềm tin vui, niềm hy vọng của tất cả chúng ta. Suy gẫm lời Chúa hôm nay giúp khơi gợi trong mỗi người chúng ta những điều hữu ích cho đời sống đức tin của mình. Mọi hy sinh khó khăn, gian khổ mà tất cả chúng ta, cách này hay cách khác gặp phải trong cuộc đời hàng ngày đều có giá trị của nó. Điều quan trọng là chúng ta có vững lòng tin tưởng và phó thác để trung thành bước theo Chúa hay không. Ý thức sự lôi cuốn của những đam mê, danh, lợi, thú và những dính bén của thế gian, những sự phù vân dễ làm chúng ta xa Chúa và đánh mất chính căn tính của mình. Vì được cả thế giới mà thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Lạy Chúa Giêsu nhân lành, nhiều lần trong cuộc sống vì mãi chạy theo những lôi cuốn quyến rũ của cuộc sống trần thế này mà chúng con đã lạc xa con đường Chúa mời gọi để đưa chúng con đến sự sống đời đời. Xin gia tăng lòng tin cậy mến để chúng con biết can đảm từ bỏ những gì bất xứng cản trở chúng con bước theo Chúa trên đường về quê trời. Amen.